Hôm nay là buổi sáng ngày mùng 2 tháng 8, xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang xin được chào đón gia đình em Ngư và em Nam. Hai em có địa chỉ tại xóm Trương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hôm nay hai em cũng sang trực tiếp xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang để tham khảo, cũng rất nhanh chóng lựa chọn cho gia đình nhà mình một bộ bàn ghế gỗ dổn chun tay cột 16. Bộ này đúng giá đầu tiên, tay trên móc đấy ạ. Và bộ sản phẩm này thì bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang cũng đã hoàn thiện phần bêu bóng rồi. Thì sau đây gia đình em sẽ đánh dấu bộ sản phẩm này, thì bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang sẽ hoàn thiện nốt phần kính và sẽ bàn giao cho gia đình em trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây, hai em trai thanh niên rất là nhanh nhẹn mở hàng cho đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang đây, rất là đẹp luôn, bộ ghế rổi chun tay cột 16. Hiện tại thì bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang đã hoàn thiện xong rất nhiều các mẫu ghế rổi chun từ cột 12, cột 14, cột 16 và cột 18. Những mẫu Minh Quốc Đào và Minh Quốc Nghê, Âu Á Hộp Cuốn Thư. Ngoài ghế rổ chun thì bên xưởng đồ gỗ nhà em có rất nhiều các mẫu ghế như là đinh hương, đinh chun, đinh thối và các bộ hương đá nữa đấy ạ. Gõ đỏ, ba chi, rất nhiều các sản phẩm đẹp. Các bác muốn tham khảo các bàn ghế, các sản phẩm bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang thì kính mời các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đến trực tiếp xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang ạ. Có địa chỉ tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Cơ sở 3 nhà em có địa chỉ tại làng nghề Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, đối diện với lại trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh. Rất nhiều các sản phẩm đẹp. Các bác ở xa thì có thể liên hệ qua các số điện thoại của nhà em là 0988 986 và 601, và các số điện thoại là 0916 912 888 ạ. Bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác mua những bộ sản phẩm ưng ý, đúng sản phẩm, đúng chất lượng, phù hợp với lại không gian phòng khách của gia đình nhà mình ạ. Em xin cảm ơn các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang và xưởng đồ gỗ Ba Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Cảm ơn gia đình hai em Ngư và em Nam đã ủng hộ cho bên xưởng một bộ bàn ghế gỗ rổi chun tay cột 16 ạ. Rất nhiều các sản phẩm đẹp phù hợp với lại không gian phòng khách của các bác cho các bác tham khảo ạ. Một bộ hoàng gia liền tấm liền khối, các mẫu nghe năm đầu, nghe hoàng đế, rất nhiều các sản phẩm đẹp các bác nhé. Em xin chân thành cảm ơn ạ.